Thôi em test qua cái máy cắt cỏ các bác nha. Máy cắt cỏ rút nét không chổi than 36V. Đây là 36V xe 4 bánh. Nó có đầy đủ cả túi cỏ luôn. Đây đây là pin này. Cái này thì em test qua một cục pin 2.0 thôi. Rồi em test đi. Máy em vừa rửa sạch sẽ rồi. Cái này là xe nhé các bác nhá. Cái này thì mình đi đâu thì mình đẩy đi đến đó, nó sẽ cắt mặt cỏ. Và nó có cái chế độ nâng gầm nữa, mình nâng cao hạ xuống tùy theo mình cắt cái loại cỏ thấp. Mình nâng giảm xuống. Đấy. Nâng lên hạ xuống. Cái cần này thì mình có thể mình thụt lại cho gọn được nhá. Máy cắt cỏ 36V sử dụng pin 36V. Các bác nào mình có nhu cầu thì các bác mình cứ liên hệ nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại.